Xin chào các anh chị và các bạn, hôm nay chúng ta gặp nhau ở phần chính của chương trình học tiếng Hoa qua những bài văn ngắn. Chủ đề của phần chính này là Yi bài lĩnh sư suy lào rễn, xì hoan chư ta dọ. Có nghĩa là Yi bài lĩnh sư suy lào rễn là cụ già 104 tuổi, xì hoan chư ta dọ là thích ăn. Ta dọ tức là táo tàu. Mọi người muốn biết nó là cái hình dáng như thế nào thì vào Google và gõ từ ta dọ hay là gõ từ táo tàu thì nó sẽ hiện lên cái hình và mọi người biết ngay. Sau đây xin mời mọi người cùng nghe mình đọc trước một lần nhé. Trung Quốc Sơn Tôn tờ Cao Chiên Phân, Chín nền 104 tuổi, Tha sân thì phê chẳng hộ. Tha yếu 4 cơ nữ ở, hở 3 cơ ở dự. Cao Chiên Phân, Bù sỉ hoan hơ nữ nải, 不太喜欢吃肉，但是他非常喜欢吃菜。他的小儿子说：“妈妈最喜欢吃大枣，一年可以吃100多斤大枣。他每天早上6点起床，喜欢起床后喝一杯水。晚上他很早就上床睡觉。” Và sau đây xin mời mọi người nghe mình giải thích nội dung của bài nhé. Trung Quốc Sơn Đông là ở vùng Sơn Đông của Trung Quốc, tức là tỉnh Sơn Đông Trung Quốc á. Trung Quốc Sơn Đông là Cao Chiên Phân, Cao là họ Tào. Chiên là chữ kiến, kiến này là kiến trúc á. Kiến trúc á, từ đó. Và chữ phân này là chữ phân. Phân ở trong tiếng Hoa có nghĩa là thơm tho, phênh váng đó, từ phân đó. Rồi. Như vậy là Trung Quốc Sơn Đông tờ Cao Chiên Phân, cụ Cao Chiên Phân, người Sơn Đông Trung Quốc, Chiên nền 104 tuổi, năm nay 104 tuổi, sinh thì phê sản họ, sức khỏe là cực kỳ tốt hoặc là rất là tốt, phê sản cái nghĩa nó mạnh hơn hình nữa. Tha yếu 4 cơ nữ ở, cụ ấy có 4 người con gái, hở 3 cơ ở giờ và 3 người con trai. Cao Chiên Phân bù sỉ hoan hơ nữ nải. Cao Chiên Phân bù sỉ hoan hơ nữ nải. Rồi, cụ Tào Kiến Phân không thích uống sữa bò, nữ này là sữa bò. Bù thái sỉ hoan chư rô. Bù thái sỉ hoan là không thích lắm. Bù thái sỉ hoan chư rô là không có thích ăn thịt lắm. Tan sư là nhưng, tha phi sẵng sỉ hoan chư sai. Cụ ấy cực kỳ thích ăn rau, hoặc là rất là thích ăn rau, sai là rau nói chung. Cũng có khi thì là thức ăn nữa, nhưng ngay chỗ này thì ta biết nó nghĩa là rau cải. Tha tờ xèo ở từ số, ở từ là con trai, xèo ở từ là người con trai út. Tha tờ xèo ở từ số, cậu con trai út hoặc là người con trai út của cụ đã nói: Ma mà chơi xì hoan chứ ta dạo. Mẹ rất là thích, mẹ rất thích ăn táo tàu, hay là cụ rất thích ăn táo tàu. Di nén khở gì chứ, y nén khởi gì chứ, một năm có thể ăn. Y bài tô chín ta chào, y bài tô chín ta chào. Y bài là 100, y bài tô là hơn 100. Y bài tô chín là hơn 100 cân. Từ chín này là nó bằng có nửa kg của mình thôi nha. Nếu mọi người muốn nói là kg thì mọi người phải nói là cung chín, còn này là chín, là nửa cân thôi. Rồi y nén khởi gì chứ, y bài tô chín ta chào. Mỗi năm có thể ăn hơn 100 cân táo tàu, tức là hơn 50 kg táo tàu. Mỗi thiên chào sang, tha mỗi thiên chào sang, mỗi buổi sáng rồi 6 tiễn chỉ choáng, 6 giờ thì thức dậy, như vậy mình dịch là 6 giờ sáng mỗi ngày thì cụ thức dậy. Tha mỗi thiên chào sang 6 tiễn chỉ choáng. Xì hoan chỉ choáng hô, thích sau khi thức dậy, khơi y bê sệ, uống một ly nước. Hoàn sang tha hẳn chào chiêu sang choáng suy treo. Buổi tối cụ rất sớm là lên giường ngủ, tức là cụ lên giường ngủ rất sớm. Và đến đây thì mình xin kết thúc phần chính. Chúc mọi người học thật là vui. Đừng quên đăng ký like cho thầy nhé. Xin cảm ơn mọi người.